Chào các bạn nha. Hôm nay em với thằng em đi sang bên bờ sông để lấy cát thì thuyền nó sang bên kia rồi. Thì bây giờ em với thằng em là bắt đầu bơi từ đây sang bên kia để lấy thuyền đi sang đây hoặc là đi lên trên kia. Đấy, đi lên tít tận trên kia kìa. Chủ yếu bây giờ là có bơi qua sông được không? Cái sông này rất sâu nha. Nông ơi, ôi lạnh quá. Thử thách chèo thuyền ngược dòng sông lô.